Hey yo và hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình và chào mừng tất cả các bạn đã đến với tựa game Blockman Go. Rồi, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có một video clip chơi mini game hot nhất trong Blockman Go luôn. Các bạn biết là game gì không? Đó là Betway nha mọi người, và cùng với đó là cả Worksteam luôn nha. Ở đây thì mình có Nosus, Geocard và TL. Và ok thì không dài dùm nữa, bây giờ chúng ta sẽ vào video luôn nha. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video nào, let's go. À quên nữa, và các bạn cũng có thể qua những cái team của những người mà mình mới lượt liệt kê á, thì các bạn có thể qua subscribe luôn nha. Ok, bắt đầu nào. Mua đồ ở đâu vậy mấy ông? Ơ kìa, mua đồ hay hàng vật phẩm. Ôi giời ơi, trời là đổi luôn, nghe là thấy có ổn rồi đó. Ôi, không mua được đồ. Buồn quá à. Ôi. Rồi đó, y chang. Cái gì đó vậy? Trời ơi. Mọi người lấy cái cơ đi. Giá sinh này. Quá tuyệt vời. Có thằng vàng ở bên đây nè. Bên phải qua nữa kìa anh em. Đánh nó. Mày mà bày nha anh em, okay, mà bày okay, nha. Okay. Ôi nó bay kìa. Thấy không? Có bay được mà, có đồ bay để bay đấy. Gì ghê vậy? Trời đúng là dân chơi nạp tiền. Đánh nó, đánh nó, đánh nó. Trời luôn, tao kia chém kìa. Ôi. Một căn bốn à. Tao kia nó chém ra cái tia gì ghê lắm á. Không sao, anh em mình từ cũng nó qua kìa, nó qua kìa. Vâng qua kìa. Thằng này nạp tiền rồi. Nhưng mà nó hai thằng luôn. Mày hả con? Ui giời. Còn xanh lá nữa, còn xanh lá sau lưng nè. Xanh lá còn xanh lá. Thủ mọi người ơi, thủ mọi người ơi, đừng có đi nữa. Để tôi nâng nhà cho, để tôi nâng nhà cho. Thủ đây, thủ đây, thủ đây. Tôi nâng kiếm nha, kiếm lục bảo nè, lục bảo nè. Ok không? Thôi tôi đánh cho. Đây vàng đấy. Mọi người ở lại thủ đi, tôi không nó thấy. Nó qua kìa. Ok luôn. 2-1 không chỗ cũng què. Thôi xong rồi. Miên. Ủa nó Michael Jackson kìa. Trời. Úi, thằng Salad nó đang qua nhà mình nè. Nó qua kìa. Mày đó con. Hai ba thằng luôn á, nhớ thủ nhà nha. Rồi hay rồi. Anh em ơi. Nhà căng lắm nè, trời ơi. Anh em nhớ nằm kiếm sắt nha. Kìa, vàng qua. Đằng sau kìa, Gio. Đang tới anh em. Ảo thật đi. Qua bên mình rồi. What the hell? Về. Trời ơi, bây giờ là nó em quá rồi. Ok, để tôi. Đúng rồi. Nó không dám qua. Canh hai đường. Nó quá đáng. Lắp lại, hợp cho vô. Còn hai em mê đồ này, ai dùng không? Hai em mê đồ này. Không, ông dùng đi, tụi tôi hy sinh nha. Ôi, đừng giỡn. Phải tim rồi, phải khỏe luôn. Giỡn mặt. Ê nhờ. Ôi, dạ, lui. Dũng ơi. Ok, hy sinh được. Tôi hy sinh được. Mày đi nào, thủ tàn hình. Ai có kiếm dư không cho tôi với? Mọi người thủ đi. Đó, lụm một thằng. Tôi không có nha. Tôi tìm được chân lý của đời tôi rồi, thúc tàn hình mấy ông ơi. Đâu, ông thử rồi. Nó đánh xuyên và lắp luôn kìa. Ủa, cái trường. Nhắm nó đi. Hay đi ơi. Hay. Có kiếm cương đây. Mày con báo rồi con. Quăng xuống đi, tôi. Qua luôn CEO. Qua luôn. Quăng chưa? Có đồ chưa? Rồi. Qua luôn, khỏi đồ, qua lấy kim cương rồi bệnh. À được. Dạ. Đây, tôi không có đồ, tôi cứu đồ. Tôi đang uống thuốc tàn hình, tôi qua bên Green nha. Cho mấy thằng kia. Ok nha. Đập đi không? Kim cương nè. Có ai ở nhà không? Alo. Có. Nhà hả? Nhà mình. Thuốc tàn hình, thuốc tàn hình. Nhà mình. Nhà mình có, tôi. Bốn kim cương nè, tờ lời. Đây, đưa đây. Green bị xóa số. Hay quá. Ê, vàng nó qua kìa. Sao ông lụm lại rồi? Đây. Ê, nó qua kìa. Về nhà anh ơi. Anh em ơi, về nhà. Ê, mày thích qua không? Qua không? Mày qua không? Qua không? Chúng tôi qua không? Qua không? Chúng tôi. Ôi, có kim cương, kim cương. No. Nó qua được rồi, CEO. Qua hả? Qua không? Chúng tôi. Tuyệt vời, 2-1 là tuyệt vời. Rồi luôn. Nó cần hai luôn. À, được. Nó mạnh quá. Quỷ vàng nó mạnh. Nó mạnh kinh khủng.
2 hours later. Cẩn thận ơi. Ở nhà anh em ơi, ở nhà anh em ơi. Không sao. Ơi, ở nhà kia nó lên tới kìa. Xử liền. Quay ở con, quay ở con bắt bờ lóng. Ê, có kim cương nè, Đầm đây. Nâng đi. Ôi, lượm được cây kim sắt luôn. Ê, xanh lá qua, xanh lá qua. Cứu tôi anh em ơi, xanh lá. Ui, nó bay. Rồi đúng rồi, đâu. Ờ tuyệt vời. Chưa bể. Lắp. Đừng nhốt tôi lại đi. Ra đi. Nha, bây giờ phải xây thành lũy lên mới được. Đây. Ra đâu. Tôi lò ra đi. Tôi ngồi tôi xây thành cho. Đây. Cứ mấy ông cứ thủ táo vàng ăn á cho lợi thế về máu. Ôi nó khoan, hai từ máu liền á. Trời nó luôn siêu. Ui còn đứa tàn hình kia. Đâu. Đứa tàn hình kia Dũng. Đâu. Ý không thấy. Ôi không thấy luôn á. Về. Ủa không biết cái kiếm vàng trong đây nó có si đa như kiếm vàng trong Minecraft không ta? Ok. Rồi anh em Minecraft. Tôi xây tôi chống cầu lửa nè. Người vợ. Nhìn. Đỉnh luôn. Yeah. Sẽ trên cao đi. Không cần. 12 cục rồi, 12 cục rồi. Về nâng cái lò nung cho anh em tha hồ mà lấy nè. Có vẻ bị bắn cung vậy. Nghe tiếng cung. Coi chừng tôi nó tàn hình không ơi. Ơ, tôi được bắn. Tôi nghe tiếng tập block mấy ông ơi. Ôi, ghê rồi. Vàng tới nhà. Vàng tới nhà hả? Ôi, vàng ở bên kia. Lôi về. Nhìn anh em ơi. Cố lên. Bạn sát bên nhà luôn này. Để tôi mua cung. Ôi. Cố lên anh em ơi. Nó đặt cao lên. Trời ơi. Tối luôn. Ủa mình làm màu gì? Mình làm màu xanh dương. Quên. Phía trên nha. Ây da. Căng quá. Chuẩn bị nè. Mua block cái. Đang về mua cái cầu lửa nữa mọi người. Nó xuống nha mọi người. Nó xuống nha. Nó còn 9 giọt à, gõ, còn 3 giọt rồi, nó yếu lắm. Gõ. Đặt thang lên nó ném, đeo thang luôn. Hay. Ê, chết chưa, hay uống thuốc tàn hình rồi. Đúng rồi. Rồi, hay, nó tạo đường cho mình á, nó tạo đường cho mình, quá thôi. Đúng. Rồi, cẩn thận nha, phải thủ 2 người á. Đây, tôi thủ cho. Để coi. Bây giờ mình có nên đánh hai đường không? Một người qua tôi kia. Có nhiều kiếm lắm này. Tôi có nhiều kiếm lắm này, anh em lấy đi. Ai bây giờ mình chơi lều không? Dương Đông kích tay. Ok. Ra. Ai mới rớt xuống vậy? Giật cả mình. tôi đây. Ui giời, Du ơi. Đâu vậy? Không, tôi rớt xuống để tôi hồi sinh à. Chưa, tôi nãy giờ tôi vẫn xài kiếm vàng. Đây, à tôi cũng phải xài kiếm vàng. Ai có kiếm không cho tôi xin với tôi đánh nha. Kệ, đưa cho ấy. Đâu, Dũng. Đây. Rồi, bây giờ tôi với Seth qua bên kia theo đường nó bắt nha. Nhưng mà phải có dụng cụ mới đập giường được. Tôi có. Vậy Seth mua đi. Mua cái nào á Seth? Mua cái cuốn đó. Lên shop net 2 á. Shop net 2 á, đánh cho bao đã luôn. Tôi rồi. Đi lượm kim cương nha, Zio đép nha. Tôi đi kiếm kim cương ở mấy cái đảo okay khác. Ok nha, tôi đép cho. Zio đép đi. Ok. Để tôi qua cho. Trời, cứ giao ông chụp nha. Nó đang ở giữa nó lượm ngọc lục bảo nè. Ok, được. Hai tụi tôi qua rồi nè. Cố lên em ơi. Cố lên nơi sết, tôi bảo vệ ông nha. Cố lên nha. Mày nhìn tao không? Mày thích nhìn không? Nghe giống có vẻ đang bị bắn cung quá ta. Tôi bắn nó. Cố lên. Ui, câu lửa. Ui. Ê, đúng rồi, cứ bắn đi. Ôi, cái xu chú ý đi. Đúng rồi. Rớt. Sết vô đập đi, để tôi đập tụi nó cho. Dương Đông kích tay. Rồi, cố lên. Nó đang lo nhìn tôi. Tôi đánh nó rồi, một thằng chết rồi. Ok, sết phải. Yeah. Phá được chưa? Còn một thằng. Đánh luôn. Mày đó con. Tuyệt vời quá, team up luôn. Hay quá. Game là dễ. Game là dễ.